Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Chủ đề 5, làm quen với hình phẳng. Bài 26, đường gấp khúc, hình tứ giác. Sách giáo khoa trang 102. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau khám phá kiến thức của bài nhé. Trước tiên, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về đường gấp khúc. Để các em biết được đường gấp khúc và độ dài đường gấp khúc như thế nào, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau quan sát bức tranh sau các em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết trong tranh chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh gì à các em ạ à, trong bức tranh chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh cầu thang lên thác bạc ở sapa đấy các em hãy cho cô giáo biết cầu thang lên thác bạc ở sapa có dạng hình gì à các em ạ à, cầu thang lên thác bạc ở Sapa có dạng đường gấp khúc đấy. Đây chính là đường gấp khúc theo chữ đường cầu thang đi lên. Và bạn robot đã nói cầu thang lên thác bạc Sapa có dạng đường gấp khúc. Đường gấp khúc là một đoạn đường gồm có nhiều đoạn được gọi là đường gấp khúc đấy các em. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát mô hình sau. Xem độ dài của đường gấp khúc này như thế nào nhé. Đây là một đường gấp khúc. Các em hãy cho cô giáo biết, đường gấp khúc này có tên gọi là gì? À, các em ạ, à, đường gấp khúc này có tên gọi là đường gấp khúc M N P Q. Ở đây, chúng mình thấy đó là các điểm khi đọc tên đường gấp khúc, chúng mình sẽ đọc từ đầu bên trái đến đầu bên phải của cái đường gấp khúc đó. thì chúng mình sẽ được tên đường gấp khúc. ở đây đường gấp khúc có tên là mnpq là tên của bốn điểm có trên đường gấp khúc. vậy các em hãy quan sát xem đường gấp khúc này gồm có mấy đoạn thẳng. à các em ạ, à, đường gấp khúc MNPQ là một đường gấp khúc gồm có 3 đoạn thẳng đấy. Các em hãy quan sát. Đây chính là đường gấp khúc MNPQ gồm có 3 đoạn thẳng, đó là đoạn thẳng MN, đoạn thẳng NP và đoạn thẳng PQ. Đây chính là các đoạn thẳng có trên đường gấp khúc MNPQ. Vậy để chúng mình có thể tính được độ dài của đường gấp khúc mnbq thì chúng mình cần phải làm như thế nào à các em ạ à, muốn biết được độ dài đường gấp khúc mnbq là bao nhiêu thì chúng mình sẽ tính tổng độ dài của các đoạn thẳng trên đường gấp khúc thì chúng mình sẽ tìm được ra độ dài của đường gấp khúc đó đấy Vậy các em hãy nêu cho cô giáo xem chúng mình sẽ tính độ dài đường gấp khúc MNPQ như thế nào. À, chúng mình sẽ lấy độ dài của đoạn thẳng MN là 2 cm cộng với độ dài của đoạn thẳng NP là 5 cm. Tiếp tục chúng mình cộng với độ dài của đoạn thẳng PQ là 3 cm. Chúng mình sẽ tìm được độ dài của đường gấp khúc MNPQ chính là tổng độ dài của các đoạn thẳng MN, NP và PQ. Cách tính như sau: chúng ta lấy 2 cm cộng 5 cm cộng 3 cm bằng 10 cm. Như vậy, sau khi chúng mình đã thực hiện tính tổng độ dài của các cạnh, các đoạn thẳng có trên đường gấp khúc MNPQ thì chúng mình có thể trả lời được rằng độ dài của đường gấp khúc MNPQ là 10 cm. Như vậy vừa rồi, chúng mình đã được tìm hiểu về đường gấp khúc và cách tính độ dài của đường gấp khúc rồi đấy. Các em ạ, à, đường gấp khúc chính là các đoạn thẳng bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem thế nào là hình tứ giác nhé chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu hình tứ giác các em hãy quan sát bức tranh đây là hình ảnh bạn robot bạn mai và bạn nam bạn việt đây là các bạn đang trên tay của mình cầm những hình tứ giác và các bạn đang giới thiệu với nhau về các hình tứ giác mà mình có đấy vậy các em hãy quan sát xem bạn robot cầm trên tay đó là hình gì à bạn robot cầm trên tay đó là hình tứ giác đấy vậy hãy xem bạn mai cầm trên tay là hình gì bạn mai cầm trên tay đó là hình chữ nhật còn bạn nam cầm trên tay đó là hình gì bạn nam cầm trên tay hình vuông và hình tứ giác Tiếp tục chúng mình quan sát xem bạn Việt cầm hình gì nào. Bạn Việt cầm trên tay đó là hình chữ nhật. Vậy các em thấy trên tay của các bạn đang cầm đó đều là hình tứ giác đấy. Hình tứ giác là hình có bốn cạnh. Ở đây chúng mình thấy có hình tứ giác đặc biệt đó là hình vuông và hình chữ nhật cũng được gọi là hình tứ giác và đó là hình tứ giác đặc biệt các em nhé. Ở trong bức tranh của bạn Việt Cầm thì bạn Việt ở bức tranh này có hình vẽ trong đó có chứa rất nhiều hình tứ giác ghép lại với nhau đấy. Và bạn Việt đã nói như sau, trong bức tranh này có rất nhiều hình tứ giác. Các em hãy quan sát kỹ bức tranh của bạn Việt nhé. Đây chính là hình tứ giác nhỏ. Các ô đều là hình tứ giác và ghép lại thành một bức tranh đó là hình tứ giác có dạng hình chữ nhật và đây là hình tứ giác đặc biệt đấy các em ạ à, hình tứ giác là hình được tạo bởi bốn đoạn thẳng khép kín đấy như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về đường gấp khúc cách tính độ dài đường gấp khúc và tìm hiểu nhận diện xem hình tứ giác như thế nào Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vận dụng kiến thức mà chúng mình vừa học được để chúng ta làm các bài tập nhé. Chúng mình cùng nhau quan sát bài tập số 1. Bài tập 1 yêu cầu như sau: Kể tên các đường gấp khúc trong mỗi hình vẽ sau. Ý A, ý B. Chúng mình hãy quan sát và kể tên các đường gấp khúc có trong từng hình nhé cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào cô mời các em quay trở lại màn hình chúng mình cùng nhau chữa bài nhé ở hình a chúng mình cho cô giáo biết đường gấp khúc trong hình a có tên là gì đường gấp khúc trong hình a có tên là đường gấp khúc a b c đây là điểm a điểm b và điểm c cho nên ta gọi đường gấp khúc này có tên là đường gấp khúc a b c các em hãy cho cô biết đường gấp khúc này gồm có mấy đoạn thẳng đường gấp khúc a b c có hai đoạn thẳng đấy đó là đoạn thẳng a b và đoạn thẳng b c tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh ở hình b cho cô giáo biết hình b tên đường gấp khúc là gì à tên đường gấp khúc ở hình b đó là đường gấp khúc d e g h điểm d điểm e điểm g và điểm h chúng ta đọc tên đường gấp khúc đó là d e g h quan sát hình b cho cô biết Đường gấp khúc này gồm có mấy đoạn thẳng? Đường gấp khúc này gồm có 3 đoạn thẳng đấy. Hãy kể tên các đoạn thẳng trong đường gấp khúc D, E, G, H. ba đường gấp khúc đó là D, E, E, G và G, H. Như vậy vừa rồi chúng mình đã kể tên được các đường gấp khúc có trong hình A và và hình b rồi đấy vậy trong hai hình này hình nào có hình nào đường gấp khúc gồm có hai đoạn thẳng hình a đường gấp khúc a b c là đường gấp khúc gồm có hai đoạn thẳng vậy đường gấp khúc d e g h gồm có mấy đoạn thẳng đường gấp khúc d e g h gồm có 3 đoạn thẳng đấy. Như vậy chúng mình đã kể tên được các đường gấp khúc có trong từng hình rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Có mấy hình tứ giác? Các em hãy quan sát bức tranh. Đây chính là các hình tứ giác và hình tam giác, hình tròn. Vậy trong đó chúng mình sẽ tìm xem có bao nhiêu hình tứ giác nhé. Cô nhắc lại, hình tứ giác là hình có 4 đoạn khép kín được gọi là hình tứ giác đấy. Bây giờ chúng mình sẽ bấm dừng hình để lựa chọn xem trong hình này có mấy hình tứ giác nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nào. Đầu tiên, chúng mình quan sát, đây là hình tam giác không phải là hình tứ giác. Đây là hình tứ giác đấy, vì hình này có bốn đoạn khép kín nên được gọi là hình tứ giác. Đây cũng là một hình tứ giác gồm có bốn đoạn thẳng khép kín. Tiếp theo, đây cũng là một hình tứ giác gồm có bốn đoạn thẳng khép kín. Còn đây là hình tròn, không phải là hình tứ giác. Hình tiếp theo, đây cũng là một hình tứ giác gồm có bốn đoạn thẳng khép kín. Như vậy, chúng mình đã tìm ra được có tất cả là bốn hình tứ giác có trong bức tranh đấy. Như vậy vừa rồi, chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3, số 2. Bài tập này giúp chúng mình củng cố về cách nhận diện hình tứ giác đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 3 để tìm cách chúng ta tính độ dài của đường gấp khúc nhé. Bài số 3 yêu cầu như sau. Tính độ dài đường gấp khúc A, B, C, D. Các em hãy quan sát. Đây là đường gấp khúc A, B, C, D. Cho cô biết đường gấp khúc này gồm có mấy đoạn thẳng À, đường gấp khúc này là đường gồm có 3 đoạn thẳng đấy các em ạ. Đó là đoạn thẳng AB, đoạn thẳng BC và đoạn thẳng CD. Bây giờ các em hãy quan sát xem độ dài của đoạn thẳng AB là bao nhiêu? Độ dài của đoạn thẳng AB là 5 cm. Vậy độ dài của đoạn thẳng BC là bao nhiêu? Đoạn thẳng BC có độ dài là 4 cm. Tiếp theo, độ dài của đoạn thẳng CD là bao nhiêu? Độ dài của đoạn thẳng CD là 4 cm. Vậy, để tính được độ dài đường gấp khúc ABCD, chúng mình làm như thế nào? Các em hãy quan sát bài giải nhé. Muốn tính độ dài của đường gấp khúc ABCD, chúng mình sẽ trình bày câu lời giải như sau. Độ dài đường gấp khúc ABCD là. Đây là câu lời giải. Tiếp theo, đó là phép tính. Muốn tính độ dài đường gấp khúc, đó là chúng mình sẽ tính tổng độ dài của các đoạn thẳng. Vậy ở đây, chúng mình sẽ lấy độ dài của đoạn thẳng AB là 5 cm Độ dài của đoạn thẳng BC là 4 cm và độ dài của đoạn thẳng CD cũng là 4 cm. Chúng ta sẽ cộng độ dài của ba đoạn thẳng này lại với nhau. 5 cộng 4 cộng 4. Chúng mình được kết quả là bằng 13. Đơn vị mở ngoặc là cm, viết tắt là chữ C và chữ M. Vì độ dài của các đoạn thẳng này đều có cùng đơn vị đo là cm. Tiếp theo xuống dòng chúng mình ghi đáp số. 2 chấm. Ở trên mình tính được là 13 cm thì ở dưới chúng mình ghi đáp số 13 cm. Chúng mình không cần phải mở ngoặc đóng ngoặc như ở trên phần phép tính nữa. Như vậy vừa rồi, chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3 rồi đấy. Bài tập số 3 giúp chúng mình củng cố về cách tính độ dài đường gấp khúc. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.